Chào tất cả các bạn đang theo dõi video này. Hôm nay tôi đến thăm nhà em của tôi, rất là đặc biệt, nhà tại chung cư cao cấp nhất của Vincom tại Liễu Giai. Các bạn biết khu nhà đấy không nhỉ? Một trong những ngôi nhà mà bây giờ là giới thượng lưu sẽ đi vào đây và sinh sống tại đây. Tôi bất ngờ choáng ngợp khi tôi đến hầm gửi xe ô tô. Tôi thấy rất là nhiều các cái xe đẹp đây, các bạn nhìn thấy nhá, cái quang cảnh nó một chút nhá. Đấy, rất đặc biệt. Cũng như thế, để tôi trước cái hình ảnh này sẽ được ghi lại và sẽ lưu trong cái forum group của lớp. Nói về mục tiêu 12 tháng tới và nhắc lại để nó sẽ thực hiện được. Trong 12 tháng tới, tôi nghĩ rằng là chắc là tôi cũng mong muốn được thử có một cái sở hữu một cái căn hộ cao cấp như thế này. Và thứ hai là launching được cái app của tôi với 6.000 lượt user. 2.000 hướng dẫn viên sẽ tham gia vào cái app của tôi. Mục tiêu nữa là đi du lịch được Bắc Triều Tiên. Tôi hy vọng là tất cả những cái đó sẽ được thực hiện, và tôi kiên quyết thực hiện, tôi cam kết thực hiện, và tôi nghĩ rằng nó phải được hoàn thành. Nếu mà không hoàn thành được thì nó sẽ thật là đau buồn. Nếu mà không hoàn thành được thì sẽ là vô cùng nhiều cái đau khổ. Nếu mà không hoàn thành được, chắc là lên phải đập đầu vào tường, tự trách mình. Các bạn thấy nhà cao, căn hộ cao cấp có hay không? Ok, các bạn xem video này và ở tại YouTube của tôi. Và nếu các bạn thấy rằng là nó là hữu ích và cần thiết, nếu các bạn thấy chia sẻ của tôi là mang lại cái động lực cho các bạn, thì các bạn hãy ấn nút sub nhá, các bạn nhá. Xin cảm ơn.